rất nhiều bản cập nhật về diễn viên Hồng Đăng trên Wikipedia. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ ồn ào liên quan đến cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha. Theo ghi nhận, chỉ trong ngày 1 tháng 7 năm 2022, đã có rất nhiều người truy cập và liên tục chỉnh sửa thông tin của diễn viên Hồng Đăng trên Wikipedia. Cụ thể, các tài khoản mạng này cố tình thêm một số thông tin chưa được kiểm chứng về nam diễn viên. Ngay sau đó, số khác đã truy cập để bỏ những thông tin này. Việc chỉnh sửa và phục hồi thông tin về Hồng Đăng trên trang Wikipedia diễn ra liên tục, bắt đầu từ 4 giờ sáng 1 tháng 7. Dù vậy, cho đến hiện tại, trang thông tin của diễn viên Hồng Đăng vẫn giữ được nội dung, không bị chỉnh sửa khác đi nhiều so với thời điểm trước khi lùm xùm nổ ra. Tình trạng này xảy ra phổ biến tại Việt Nam sau khi một số nghệ sĩ vướng vào các ồn ào. Hoài Linh, Jack, Chibu hay Hương Giang cũng từng bị thay đổi thông tin tiêu cực trên Wikipedia. Trước đó, diễn viên Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có dịp thăm thú nhiều nơi tại Ý và đảo Mallorca thuộc Tây Ban Nha. Trên mạng xã hội, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong thời gian lưu lại châu Âu. Điều khiến cả hai gây chú ý do thời điểm đi du lịch tại Tây Ban Nha trùng hợp với ồn ào mới đây liên quan đến vụ cô gái người Anh 17 tuổi tố cáo bị cưỡng hiếp. Theo tờ Mirror, nghi phạm là hai người đàn ông 37 và 42 tuổi, được mô tả là hai diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn với diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Hiện tại, cả hai nhân vật đều chưa lên tiếng. Song trang Facebook cá nhân của Hồng Đăng đã không còn xuất hiện. Cũng trong ngày 1 tháng 7, Hồng Đăng trở thành cái tên dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Google xu hướng với hàng trăm ngàn lượt tìm kiếm. Bên cạnh đó, từ khóa kép Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh cũng được truy cập với tốc độ chóng mặt. Đến thời điểm hiện tại, Hồng Đăng với Hồ Hoài Anh vẫn đang là hai cái tên thu hút nhiều sự quan tâm. Theo ghi nhận vào ngày 2 tháng 7, thống kê trên Google thịnh hành, thì cụm từ Hồng Đăng bị cấm sóng, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh VTV, VTV cấm sóng Hồng Đăng, thu hút nhiều tìm kiếm của dân mạng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.